Hypixel Studio. Hypixel Store, cửa hàng đồ chơi dành cho bé, mua ngay tại hypixelstore.com. Phim Hành trình tạo nên kỳ tích của Walt Disney. Ủa, Mèo, có chuyện gì á mà hôm nay cậu qua nhà mình sớm vậy? Sao nữa đây, muốn kiếm chuyện gì phải không? Bình thường tôi qua trễ thì cậu cũng nói, bây giờ tôi qua sớm cũng ý kiến ý cò. Thì mình thấy bất ngờ nên mới hỏi thôi mà, mình đâu có ý gì đâu. Thôi đi, ý cậu là tôi đây không bao giờ nghiêm túc trong việc học chứ gì? Tôi giận thiệt rồi đó nha. Trời đất ơi, mình chỉ lỡ nói có một câu thôi, sao cậu lại giận mình? Mà quan trọng á là mình đâu có ý gì đâu. Tôi không cần biết. Bây giờ tôi đố cậu một câu hỏi, cậu trả lời đúng thì tôi sẽ tha thứ cho cậu. Thôi được rồi, cậu muốn hỏi mình cái gì? Cậu mau trả lời cho tôi biết bộ phim đầu tiên của hãng phim Disney tên là gì? Gợi ý cho cậu, đây là một bộ phim yêu thích nhất của tôi luôn đó nha. Hả? Sao cậu lại hỏi câu gì khó dữ vậy? Phim hoạt hình không nằm trong lĩnh vực kiến thức mà mình biết. Haha, vậy là câu trả lời của cậu không biết chứ gì? Cuối cùng thì Mèo này cũng có cơ hội được thể hiện kiến thức của bản thân rồi. Mình công nhận, đối với lĩnh vực phim ảnh giải trí thì cậu đúng là hơn mình. Nên á, lại đừng có giận mình nữa nha Mèo. Đâu có được. Khi nãy cậu làm tôi tổn thương như vậy, không giận sao mà được. Trời ơi, mình đã giải thích rồi mà, mình không có ý gì hết. Hay là bây giờ á, cậu kể cho mình nghe về Disney đi, có được không? Lát nữa mình mua kem cho cậu ăn ha. Nhìn thấy cậu cũng có thành ý nên là được thôi, nghe tôi kể đây. Walt Disney là cha đẻ của hãng phim hoạt hình Disney. Cái tên mà dường như cả thế giới đã không còn xa lạ với những thước phim hoạt hình tuyệt vời. Ông được cả thế giới tôn vinh bởi cống hiến đưa những gì đẹp đẽ, kỳ diệu trong thế giới cổ tích đến gần hơn với trẻ thơ. Nhưng ít ai biết được rằng Walt Disney đã trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh. Trong khi bạn bè cùng trang lứa có thời gian rảnh rỗi để chơi thể thao, kết bạn, thì khi lên 9 tuổi, ông đã phải làm việc 7 ngày mỗi tuần, phải thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để đi phát báo. Công việc này đã tước đi tuổi thơ đẹp của ông. Nhưng đau đớn hơn, cha của ông còn là người rất nghiêm khắc và lạnh lùng. Tuổi thơ của Disney đầy bi kịch, đến nỗi sau 40 tuổi, ông vẫn còn bị ám ảnh trong giấc mơ bị cha mình la mắng vì không phát hết báo. Dù tuổi thơ có phần dữ dội, Disney vẫn tiếp tục giữ lấy ước mơ xây dựng một đế chế hoạt hình cho riêng mình, dù con đường chạm tay đến ước mơ ấy phải trải qua nhiều vấp ngã. Wow, bất ngờ thiệt nha. Bây giờ mình mới biết hãng phim Disney cũng do người tên Disney tạo ra đó. Ha ha, ông ấy đúng là quá giỏi có phải không? Nhưng mà chuyện làm tôi cảm động nhất chính là ông ấy có một tuổi thơ quá đau khổ. Mình cũng thật sự cảm thấy xót xa cho ông ấy. Ở độ tuổi nhỏ như vậy mà đã phải bươn chải mưu sinh khắp nơi rồi. Bởi vậy nên có nhiều lúc tôi tự nhìn lại bản thân mình, được ăn no, mặc ấm hơn nhiều bạn nhỏ khác, tôi thấy thiệt là may mắn. Đúng vậy đó, vì may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người nên là tụi mình phải cố gắng học tập để trở thành người có ích cho xã hội như ông Disney nha. Thì tôi đang cố gắng nè. Nhưng mà để tôi kể tiếp cho cậu nghe phần tiếp theo của cuộc đời ông ấy nha. Sự nghiệp của ông chạm tới đỉnh cao không phải là do may mắn, mà nhờ sự kiên trì và sức sáng tạo không giới hạn của ông. Ngay từ khi còn nhỏ, Walt Disney đã sớm bộc lộ tài năng của mình bằng việc vẽ tranh. Ông say mê vẽ, nhưng do hoàn cảnh túng thiếu, Disney đã dùng than phác thảo những ý tưởng đầu tiên của mình lên giấy vệ sinh. Để sáng tạo ra những bộ phim hoạt hình ngắn, ông đã biến hầm xe nhà riêng thành studio, đi mượn những thiết bị cần thiết.
Nhưng sau đó ông nhanh chóng nhận lại được những thất bại lớn đầu tiên trong đời, buộc ông phải bán đi căn hộ, sống trong văn phòng và ngủ trên băng ghế lạnh lẽo. Sau đó ông chuyển đến Hollywood để lập nghiệp. Năm 1923, với số vốn ít ỏi vay mượn, Walt Disney đã thành lập một xưởng phim hoạt hình Disney Brothers Studio. Sau đó, nhờ thành công với bộ phim Oswald, chú thỏ may mắn, tiếng tăm của Disney mới bắt đầu lan rộng. Nhưng sau đó, Oswald bị đánh cắp quyền sở hữu. Quá tức giận, Disney quyết định lên tàu trở về quê hương. Và trên chuyến tàu này, ông phát họa ra những ý tưởng đầu tiên về chú chuột Mickey. Và sau đó, bằng một cách thần kỳ nào đó mà chú chuột này đã tạo nên một hiện tượng trong ngành công nghiệp hoạt hình. Năm 1937, nàng công chúa đầu tiên của Disney được ra mắt khán giả trong bộ phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng. 5 năm sau đó, hàng loạt phim hoạt hình bom tấn được ra đời như Pinocchio, chú nai Bambi, Fantasia, chú voi con Dumbo đều mang về cho ông những con số lợi nhuận khổng lồ và từ đó cũng khẳng định vị thế của Disney trong ngành hoạt hình. Đó, cậu thấy chưa? Cuộc đời của ông ấy là những chuỗi ngày tràn ngập những sóng gió đau thương. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ý chí của ông ấy quá bền bỉ, nên những thất bại đó không thể làm ông ấy gục ngã được. Cũng hên là ông ấy không bỏ cuộc, chứ nếu không là tôi làm sao có phim hoạt hình hay mà coi được. Vậy là bộ phim cậu yêu thích nhất có phải là Chuột Mickey hay không? Đúng rồi, tôi cực kỳ mê chú chuột tinh nghịch đầy lạc quan đó nha. Tuổi thơ của tôi gắn liền với mấy bộ phim huyền thoại của ông luôn đó. Mà mình thắc mắc là ngoài việc sản xuất phim hoạt hình thì ông ấy còn tạo ra sản phẩm nào tuyệt vời hơn nữa hay không? Dĩ nhiên là có rồi. Đây là một người cầu tiến và sáng tạo không ngừng nghỉ luôn đó. Để tôi kể cho cậu nghe cái này. Chưa hề hài lòng với những gì đang có, ông muốn mở rộng thế giới tuyệt vời của mình để mọi đứa trẻ đều được tận hưởng say mê được sống trong thế giới hoạt hình. Do đó, ông đã bỏ tiền thu nhập thêm một khu đất gần Orlando để xây dựng vương quốc Walt Disney World. Đây là toàn bộ tâm huyết của ông, nhưng tiếc rằng khi Walt Disney World chưa hoàn tất, ông đã qua đời ở tuổi 65 do ung thư phổi. Trong cả cuộc đời, Walt Disney và chú chuột Mickey đã được xem là biểu tượng của tầm ảnh hưởng sâu sắc đại diện cho nền văn hóa Mỹ. Những bộ phim của Disney luôn mang đến cái kết có hậu, nhưng ít ai biết được rằng ông lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần. Câu chuyện về cuộc đời của Walt Disney là câu chuyện có thật, và ông chính là biểu tượng của những người lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, đối diện với nhiều thử thách và thất bại, nhưng đã xoay chuyển vận mệnh để đạt được thành công phi thường. Vì vậy mà cho tới hiện tại, mỗi bộ phim được sản xuất bởi Disney Studio đều được hàng triệu người trên thế giới đón nhận và yêu mến, bởi sự hài hước ẩn sau đó là một thông điệp tích cực về cuộc sống. Công viên Walt Disney thì quá nổi tiếng rồi. Mình cũng có nghe qua, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội được đi tham quan thử. Trời ơi, tôi mê cái chỗ này lắm luôn á, mà tôi cũng chưa được đi. Nơi đây á thì quả thật là thiên đường cho trẻ con tụi mình rồi còn gì. Không chỉ trẻ con mới thích đâu nha, người lớn cũng đi chơi ở đây nhiều lắm luôn đó. Đúng rồi ha, một nơi tuyệt vời như vậy sẽ dành cho tất cả mọi người ở mọi độ tuổi. Có lẽ đây mới chính là suy nghĩ của ông ấy khi muốn tạo ra công viên giải trí này. Càng nói tôi càng mê quá đi, phải về nhà xin mẹ tôi cho tôi đi mới được. Kìa Méo, cậu đi đâu vậy? Không phải ban đầu cậu nói qua đây học bài hả? Méo, Méo ơi, Méo!